rất bất ngờ. Pha vấp giữa hai ngoại binh của Tô Bình Định, cú đá nhanh như điện của Rafael Sơn, cầu thủ Thanh Hóa không kịp trở tay. Bàn thắng đầu tiên của đội bóng đất võ ở mùa giải V-League năm nay. Rafael Sơn và Jamie Lin là hai ngoại binh còn lại của Bình Định trong ba ngoại binh thi đấu thành công ở mùa trước. Bóng đã được đưa vào lưới. Người ghi bàn đó là Rafael Sơn. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã chỉ tay về chấm giữa sân. BKMX Bình Dương đã bị dẫn trước rồi. Lối đá rùng rằng của cả hai đội khiến cho người hâm mộ phải kiên nhẫn chờ đợi. Và bất ngờ thì bàn thắng đã tới. Ndiaye Oliver đã không thể theo được Rafael Sơn. Đường chuyền không tới được vị trí của Huỳnh Tiến Đạt. Tiến Đạt vẫn còn cho các thủ Tô Bê Lê Bình Định. Rafael Sơn, cơ hội đây rồi, dứt điểm. Jimmy Lee, bóng đập vô rộng, sút tiếp và vẫn là cái duyên của Rafael Sơn. Bàn thắng thứ 3 ở 4 trận đấu của Rafael Sơn. Tiền đạo sinh năm 1997. Chúng ta cùng xem ngoặt bóng này rất kỹ thuật của Rafael Sơn. Bóng trên vị trí của Jimmy Lynch. Dứt điểm đập trúng vào cột dọc nhưng không sao cả. Vẫn còn Rafael Sơn luôn đứng vị trí rất phù hợp để có một cú đá cực căng bằng chân trái. Sopito là người cắt bóng nhưng bóng vẫn trong chân các cầu thủ Topeland Bình Định. Lý Công Hoàng Anh đưa bóng vào, cơ hội đây rồi, sút vào. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư cho đội bóng thi đấu ít người hơn, đó là Topeland Bình Định. Lý Công Hoàng Anh chuyền vào, nhịp xử lý rất hiểu nhau của hai ngoại binh ở phía trên, bộ đôi song sát cực kỳ hiểu ý nhau. 1-2, bùm, 3-2 cho Topeland Bình Định. Trong hiệp 1 thì cơ hội tốt nhất của Topeland Bình Định đến từ pha xử lý bất ngờ của Thanh Thịnh. Ba cao, Rafael Sơn sút. Rất ấn tượng với pha xử lý tranh chấp vừa rồi của Rafael Sơn. Tôi phải lên Bình Định là đội bóng đã phải chơi phòng ngự phản công trong suốt quãng thời gian của hiệp một trận đấu này trước Hà Nội FC. Huỳnh Tiến Đạt đường chuyền tốt, sẽ có một chiếc thẻ dành cho Quan Văn Chuẩn. Ta cùng xem lại pha quay trận. Pha phạm lỗi trong vòng 16m50. Ở góc máy vừa rồi chúng ta đã thấy rất rõ điều này. Ở một góc máy ngang, Rafael Sơn là người đứng trước bóng. Rafael Sơn 2-1 dành cho cầu thủ Topeland Bình Định. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thiếu thứ 62 sau khi để quân mình tỷ số ở đầu hiệp đấu thứ hai. Và là một cú đút của Rafael Sơn, người mang về quả đá penalty này và là người thực hiện thành công. Đường chuyền dành cho Rafael Sơn, sút vào. Hat-trick dành cho Rafael Sơn ở phút bù giờ cuối cùng. 3-1 dành cho Topeland Bình Định. Rafael Sơn đứng một mình một vị trí và không có một cầu thủ nào của Hà Nội FC theo kèm. Một đường chuyền cực kỳ chính xác tới vị trí của Rafael Sơn. Hãy xem ngoại binh này đã làm những gì. Đỡ bước 1, ngắm chỉnh, sút. Đá đầu. 3!
bởi vì anh đã ghi bàn vào lưới của người đồng đội cũ, những người đồng đội cũ của mình, đội bóng cũ của mình là Thép Xanh Nam Định. Đội chủ nhà đã có được bàn gỡ hòa và tạo ra một không khí đặc biệt sôi động trên sân vận động Quy Nhơn. Trời bóng rất khó chịu, đánh đông, dứt điểm, làm lại sân. Bàn thắng thứ 9 trong mùa giải năm nay giúp cho Rafael Sơn độc bá trên bảng xếp hạng vua phá lưới của giải bóng đá vô địch quốc gia Nagoof 2023. Dấu ấn của Mạc Hồng Quân, sau đó là cú đánh đầu của Đức Trinh. Và khi mà quả bóng nảy ra vì chạm xà ngang thì Rafael Sơn đã có mặt đúng thời điểm, cùng tung ra một cú đá rất mạnh và không thể ngăn cản bằng chân trái của mình. Đó là Rafael Sơn. Rồi, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà Toverland Bình Định. Pha nhả ra hợp lý của Rafael Sơn nhưng vẫn còn cơ hội sút. Rafael Sơn. Quả đá penalty, penalty dành cho Toverland Bình Định. Rafaelson rất nắn nót sút vào 1-0, 1-0 cho cao thủ Toverland Bình Định. Bàn thắng cũng giúp cho tiền đạo này gia tăng khoảng cách 2 bàn với John Klee ở phía sau trong cuộc đua vua phá lưới. Sau khoảng 20 phút đấu đầu tiên, Vành Gia Lai cố gắng để ép sân liên tục. Rafaelson rất khôn ngoan, vẫn là Rafaelson. Rafaelson đối mặt sút vào. Rafaelson lần này là chân trái, một cầu thủ có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân, đánh đầu tốt, chọn vị trí tốt. Lần nữa chúng ta cũng xem lại pha xử lý này. Đó là bàn thắng thứ 12 mùa giải năm nay của Rafaelson dành cho Toverland Bình Định. Rafael Sơn và Quang Tuấn thành công. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Rafael Sơn và một pha lập công của cầu thủ được tung vào sân thay người Diallo Abdoulaye. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.